Chào tất cả các bác đã đến với lò rèn dao Thảo PS. Với những mẫu dao độc lạ mà hôm nay lò rèn bên em mới ra lò. Các bác đang quan tâm tới dao quắm gỗ hương, gỗ mun là loại đặc biệt nhất của bên em đây nhá. Và với dao quắm tay xoan, bộ dao quắm ngày hôm nay em sẽ đưa tới các bác là giá từ 150.000 đồng trở lên. Các bác đang quan tâm tới mẫu nào, em để đủ mẫu hôm nay nhá. Và với những bộ dao bếp là những bộ dao mà trong gia đình bác nào cũng cần. Và 100% các bác đã mua dao là các bác quan tâm tới nhíp xịn, dao chuẩn, dáng đẹp. Thì hôm nay các bác đã tìm thấy đúng một lò rèn uy tín về những chất liệu dao mà trên cả đất nước Việt Nam này đều khen. Đấy, bên lò rèn dao Thảo PS hôm nay thì sẽ có những mẫu dao từ 50.000, 60.000 dao bếp. Và với những bộ dao mà mua một sẽ tặng cho các bác đá và tặng cho cả các bác dao nhỏ nữa luôn. Đấy, em sẽ lên đầu tiên là với một con dao bếp, dao gọt hoa quả. Các bác anh đang quan tâm tới một con dao gọt hoa quả. Cái này thì lưỡi của nó ngắn thôi các bác nha. Lưỡi của nó rơi vào tầm 18 cm, siêu sắc bén. Và con này các bác thái thịt gọt hoa quả thì tuyệt đỉnh luôn. Giá của nó là 50.000 đồng trên một con. Nếu các bác anh nhà mình cần con dao trắng này, con này em đang bán 100. Và ngày hôm nay em sẽ giảm giá cho các bác còn 60.000 đồng trên một con. Con nhíp nhật trắng gọt hoa quả thì phải gọi là tuyệt vời luôn cho các bác anh nhé. Không bao giờ han gì, thái thịt các kiểu đều được. Đấy, và tới những bộ dao bếp thì con nào đang giảm giá sâu thì sẽ là con này các bác anh này. Con này các bác anh nhà mình thái gỏi, thái hoa chuối hoặc thái thịt ở cái thớt bằng nha các bác anh nhé. Con này em đang làm 150. Nhưng ngày hôm nay bác nào đặt hàng sẽ đưa tới các bác là 100.000 đồng trên một con. Thép nhíp Nga chuẩn xịn luôn. Các bác nhìn cái ánh nhíp nó phải ánh lên như thế này nhá. Rất nhiều bác bảo tôi mua những con dao 500-600.000, 700.000. Nhưng mà so với bên Thảo bán chỉ tầm trên 200 thôi thì đã quá là ok rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã biết tới bên em. Còn tiếp tục tới một con dao thái, con dao bổ dưa. Bổ dưa và gọt hoa quả trên dao có tên Thảo PS. Con này dày trên 1 ly. Con này em làm bằng tay bùn chốt đinh cổ đồng các bác ạ. Con này không bao giờ han gì cho em nhá. Thép nhíp nhật trắng. Con này em sẽ đưa tới các bác anh với giá là 150.000 đồng trên một con. Đấy. Và tới con dao thái hàng đặt của bên em thì hôm nay em sẽ làm được hai con như này. Em cũng lên like luôn để bác nào mà đang quan tâm muốn mua một con dao thái thịt chắc chắn, đẹp, đầm thái thịt nha con này nhá. Nhà em cũng dùng con này luôn. Con này em đang đưa tới các bác là 150.000 đồng trên một con. Đấy, và tiếp tục là tới con dao. Mà đây là một con dao mà nếu như các bác anh nhà mình mà chưa biết đến thì ngày hôm nay các bác sẽ biết đến với một con dao em làm hòa vốn luôn. Em làm để tri ân tới các bác biết tới kênh của em luôn. Đây là một con pa rang chặt gà, chặt vịt, chặt xương, chặt thoải mái cho em. Với cái giá sẽ là 150.000 nhé. Em đang làm 250 đấy. Và em sẽ đưa tới các bác là 150.000 luôn. Ở cái video này 1, 2, 3 chốt đinh, cổ đồng, sống 5 ly. Các bác sẽ được chặt tre, chặt gà, chặt vịt, test thử thoải mái. Sau đó mới phải trả tiền nha các bác anh nhé. Sẽ có một con tay mun và một con tay mùa. Thì các bác thích con nào? Tay mùa màu vàng, tay mun màu đen. Cực kỳ là đẹp. Riêng cái tay vân gỗ em chọn được các bác đã rất chi là xứng đáng rồi đấy các bác này. 150.000 nhé. Còn đi tiếp về những bộ dao ngày hôm nay. Các bác được tặng những gì? Bộ dao sẽ gồm có 3 con. Và hôm nay em sẽ tặng quà cho các bác anh nhà mình thêm một con dao nhỏ. Và tặng kèm luôn cho các bác anh nhà mình thêm một hòn đá mài ở trên này các bác anh nhá. Đây là bộ dao nhíp nhật trắng này các bác này. Với thép liền khối. Con này em tặng các bác ấy nhá. Bác nào đã theo dõi kênh của em các bác biết rồi. Một bộ này thì chỉ có 3 con như này thôi. Các bác nhìn này. Tay của nó là tay mun. Và thép của nó sẽ thép là liền khối cán ốp như này. Trên dao có in Thảo PS. Một con này 4 ly. Chặt gà, chặt vịt, chặt xương cho em. Còn con này để các bác anh nhà mình thái thịt, thái rau, củ quả này. Bản to. Còn con này là con phi lê lóc. Đều là thép liền, khối liền tay như này nhá. Nên nó sẽ rất chi là chắc chắn. Em tặng cho các bác anh nhà mình một con dao nhỏ này. Bộ này ngày hôm nay 500. Em giảm giá còn 450. Tặng thêm một hòn đá mài 50.000 nữa đây. Đây là hòn đá mài. Đây là tặng một hòn đá mài như này cho các bác nhá. 450, các bác sẽ nhận là 5 thứ miễn phí ship tới tận nhà các bác anh luôn. Hòn đá này hòn đá mài siêu mịn nhá. Đây là thép trắng nhíp nhật nhá. Nếu các bác không muốn han gì, muốn sạch, muốn đẹp, có lỗ treo, các bác sử dụng ngay bộ này cho em. Còn với bộ thép đen thì sao? Đây là bộ thép đen mà em đưa tới các bác anh rất chi là nhiều. Bộ thép đen này thì sẽ gồm có 3 con. Em cũng tặng cho các bác một con nhỏ này các bác anh nhá. Tặng cho các bác con nhỏ này. Sẽ gồm một con dao chặt này. Các bác chặt gà, chặt vịt, chặt xương.
Đấy, con này thái thì cực kỳ là bén luôn. Thép nhíp này thì bác nào đã đặt của bên em rồi thì chắc chắn là các bác sẽ giới thiệu cho cả hàng xóm luôn. Đấy, bộ 3 con này em vẫn đưa tới các bác là 350.000 3 con. Nhưng ngày hôm nay em sẽ tặng cho các bác thêm một con dao nhỏ. Và em tặng luôn cho các bác thêm một hòn đá mài như này. Tổng đơn sẽ là 350, miễn phí ship tới tận nhà. Còn về trên này thì sao? Đây là bộ dao phi lê. Bộ dao phi lê này thì nói thật với các bác anh là em cứ làm bao nhiêu là các bác đặt từng đấy luôn. Em làm sẽ đủ để đặt cho các bác anh nhá. Các bác nhìn từ những cái vân gỗ của tay em chọn cho các bác đây. Một con phi lê trên dao có in thảo PS. Và con này dành cho các bác lóc thịt, thái thịt, phi lê thịt thì tuyệt vời luôn. Con này với cái chất nhíp thì bên em sẽ làm rất chi là kỹ các bác nhá. Riêng chất nhíp các bác yên tâm. Con này với giá sẽ là 150.000 đồng trên một con. Đấy. Và tới con phi lê trắng. Con phi lê trắng thì mọi lần em vẫn bán 160 một con này nhá. Nhưng hôm nay em sẽ đưa tới các bác là 150. Nếu các bác muốn sạch đẹp phi lê cực ngon cá thịt này, các bác sử dụng con này 150.000 đồng trên một con. Về bộ dao thép trắng thì sao? Bộ dao thép trắng ngày hôm nay và bộ dao chặt nhá. Mỗi một bác mua em sẽ tặng cho các bác một viên đá theo một con dao. Riêng ở cái bộ dao hàng chặt này các bác nhá, từ 200.000 này. Đấy, em sẽ có con 25cm các bác nhé. Em sẽ nói về lưỡi của nó là 25cm các bác ạ. Trên dao có in tên Thảo PS cổ đồng, 3 chốt đinh tay mun đen đẹp như này, 4 ly. Chặt gà, chặt vịt, chặt thoải mái cho em. Một con 25cm với giá là 250.000. Em tặng cho các bác anh nhà mình một viên đá mài như này. Em tặng một viên đá mài như này nhá. Đấy, em miễn phí ship tới tận nhà các bác anh luôn. Và với bên Lò Rèn bên em thì đây là một con dao sạch đẹp trắng. Cho nên các bác nhà mình dùng mãi lúc nào nó sạch đẹp thôi. Bởi vì con này rất nhiều bác thành phố cực kỳ là mê. Con này là 30cm. Con 30cm. Các bác cứ đo lưỡi 30cm, cán 17cm cho em nhé. Sống 4 ly. Giá của nó sang là 260.000 đồng cho một con. Em tặng cho các bác một viên đá 50.000. Miễn phí ship. Hòn đá này là hòn đá siêu mịn nha em. Các bác chỉ liếc qua đã rất chi là mịn, đã sắc bén rồi nha các bác nhé. Đã tặng cũng phải tặng hàng xịn các bác ạ. Còn đây là con 35cm. Tay mùn này, các bác nhìn tay mùn đen tuyền này. 35cm tay mùn đen cổ đồng, sống 4 ly. Giá của nó sẽ là 280.000 đồng cho một con. Tặng cho các bác một viên đá miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn. Bộ dao thép trắng em sẽ có 3 cây, chặt xương cho các bác nhé. Chặt gà, chặt vịt các bác muốn đẹp không han gì đấy, sử dụng bộ này cho em. Còn tới con dao chặt gà. Đây là một con dao chặt gà em làm võng lưng và sống của nó là sống 5 ly. Và con này cũng là dòng Pam Giang võng lưng nhá. Cái dòng Pam Giang kia thì nó toàn là trên 200 thôi. Nhưng riêng con này là hàng em mới tạo, rất chi là đẹp. Cuống dao cực kỳ là đẹp, võng lưng như này. Hôm nay em sẽ tặng cho mỗi bác mua với một viên đá siêu mịn để các bác liếc dao, các bác nhìn chất nhíp nha em nhé. Con này sẽ với giá sẽ là 200.000. Miễn phí ship tới tận nhà các bác anh luôn. Con này các bác sẽ gọi là con chặt gà võng lưng cho em nhá. Loại dày 4 ly nhá các bác nhá. Pam Giang võng lưng chặt gà. Đấy các bác này, em làm được 4 con như này. Đấy và tiếp tới là em sang bên kia để cho các bác anh nhà mình xem với bộ dao chặt bên này nhá. Đây ạ. Đây cũng là một con Pam Giang nhá. Đây là một con Pam Giang chéo. Con Pam Giang truyền thống của bên em bán nhiều nhất. Bộ dao hương đây. Bộ dao hương này là bộ nổi tiếng nhất của bên em. Gồm có một con dao em tặng cho các bác, con này 100.000 các bác nhé, cán hương siêu bén luôn. Riêng cái gỗ hương của cái bộ này thì em làm cực kỳ là cẩn thận luôn các bác ạ. Bộ này em làm bán cho các bác, gửi cho các bác rất nhiều. Con này sống của nó 6 ly, tay hương, dao phở. Con này sẽ với giá sẽ là, bộ này sẽ có giá là 500.000. Từ trước đến nay chỉ được 3 con thôi. Nhưng ở video này em sẽ tặng cho các bác một con dao, tặng cho các bác một hòn đá với giá là 500, em miễn phí ship. Còn về chất thì các bác không phải lo về những bộ dao này. Tiếp tục là tới bộ dao Pam Giang các bác anh nhé. Thì em vừa mới giới thiệu các bác dao Pam Giang võng lưng đấy. Còn bộ Pam Giang này thì có một con 25cm sống 5 ly. Con này mà chặt gà thì là đỉnh của chất lượng luôn các bác ạ. 3 chốt đinh tay mun cổ đồng 5 ly. Em tặng cho các bác một viên đá với giá là 240. Về cái chất nhíp này em cho các bác anh nhà mình test thử thoải mái nhé. Chặt tre, chặt gỗ cứng, cứ chặt thoải mái, chặt xương, sau đó mới phải trả tiền. Còn con 30cm với giá là 250, sống 5 ly. Sống 5 ly, 250. Em miễn phí ship, tặng một viên đá mài. Còn con 35cm với giá là 260, con này là 300 đấy. Em giảm giá con 260, 35cm phần lưỡi nha các bác nhé. Sống 5 ly, cổ đồng, tay mùn, cực đẹp. 260.000, tặng một viên đá và miễn phí ship. Đây là bộ dao chặt xương. Rất nhiều anh hỏi em dao chặt xương thì đây là bộ dao chặt xương đẹp và chất.
Còn anh nào muốn đặt dao tông em có nhé, nhà em rất nhiều dao tông luôn, nhà em làm cả dao mèo luôn, rất nhiều mẫu. Nhưng hôm nay em chủ yếu là làm những cái mẫu dao mà các bác hỏi rất nhiều trong cái thời gian gần đây. Còn đây là con dao dừa, chọc dừa các bác ạ. Con này em có cả thép trắng và có cả thép đen. Đấy, con này thì em đang làm cho các bác cái bản to, bản rộng, loại chặt dừa, bén, cổ đồng, tay mun, ba chốt đinh. Con này là 260, tặng cho các bác một viên đá. Còn con nhỏ hơn, đây là con nhỏ hơn nha các bác anh nhá. Con này nhỏ hơn, với giá là 230. Em miễn phí ship tới tận nhà luôn. Tiếp tục là tới bộ dao quắm mà được các bác anh đi rừng quan tâm số 1 đây ạ. Với một con dao quắm này, chiều dài của nó là 70cm cả lưỡi. Con này sống của nó sống 5 ly, con này kỹ thuật ít nhá. Đóng đinh rất chi là chắc. Tuy làm kỹ thuật ít nhưng mà nó cực kỳ là sắc bén luôn. Cán gỗ xoan này thì nó cũng giá thấp hơn bởi vì làm nó sẽ thô sơ hơn. Nhíp chuẩn luôn. Về phần nhíp thì các bác không phải lo nghĩ. Chỉ là nó sẽ ăn nhau cái cán nha các bác nhé. Giá của nó sẽ là 150. Em miễn phí ship các bác đi rừng khác thì tuyệt đỉnh luôn. Tiếp tới là một mẫu nữa. Là con tay xoan sơn. Con này sẽ làm dày và kỹ thuật hơn nha các bác nhé. Con này là 180. Em miễn phí ship. Dài 70cm, tổng chiều dài cả cán cả lưỡi. Tới bộ hương, bộ xoan kia tẹo đen xoan kia, bộ xoan kia rất dày và đẹp, tẹo đen xoan nhá, rẻ nhá. Hương với mun thì là hai con dao đắt nhất của bên lò rèn bên em. Và cũng là một cái con kỹ thuật cao, tay phải đẹp, phải chất. Đây, em sẽ có làm cả con cụt và cả con thẳng luôn. Sống rất chi là dày, dày 6-7 ly luôn nha các bác anh nhá. Ba củ đồng, cái đồng này em đã chốt chặt đấy, rất chi là chắc. Và tay mun đen tuyền, cổ đồng dày, chốt đinh. Con mun này em đang bán 400 và ngày hôm nay em sẽ đưa tới các bác là 350. Các bác thấy lấy con cụt cũng được mà lấy con dài cũng được nhá. 350 một con. Em miễn phí ship. Còn con hương thì nó là con đẳng cấp của bên em rồi. Con này thì từ trước cái này em làm 500. Nhưng hôm nay ở video này em đưa tới các bác là 400, hàng đẳng cấp nhá các bác nhá. Cổ đồng dày và cái sống của nó tới 8 ly. Con này thì dày lặng đấy. Nếu như các bác anh nhà mình mà thích không thích dày thì sử dụng con mun cho em nhá. Con gỗ hương. Đấy. Và cuối cùng là con tay xoan, hàng đẹp các bác anh này, con tay xoan đây. Đấy, con này tương đối là dày. Con này là 250 nhá, con này kỹ thuật rất chi là đẹp. Em miễn phí ship. Với bộ dao của lò rèn bên em hôm nay thì em cũng chưa thống kê đầy đủ. Và bên em sẽ nhận làm dao mèo, hàng đặt, loại chất lượng. Bác nào muốn đặt thép lò xo hoặc là vòng bica, em cũng sẽ làm cho các bác anh nhá. Khi xem được video này, các bác anh nhà mình mà muốn đặt bộ dao chất lượng này nhớ liên hệ trực tiếp với em qua đầu số điện thoại em để trên màn hình video. Và đừng quên cho em xin một like, nhấn chuông và nhấn ngay đăng ký kênh của em để video sau ra mẫu nào sẽ lên mẫu đấy để cho các bác được xem và lựa chọn những mẫu dao đẹp, độc và chất lượng nhất của bên Thảo PS. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này nha. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.